Châu Bùi tiếp tục tung hình chuyện cùng Binh về chung một nhà. Liệu showbiz Việt có tiếp tục chứng kiến thêm một siêu đám cưới đến từ Châu Bùi, Binh? Dù không lên tiếng xác nhận nhưng từng động thái lẫn cử chỉ dành cho nhau đã đủ chứng minh chuyện Binh và Châu Bùi đang trong khoảng thời gian yêu nhau đầy mặn nồng. Mới đây, Châu Bùi đăng tải clip mới đu theo trend đoán độ tuổi kết hôn đang nổi đình đám trên mạng xã hội. Sẽ không có gì đáng nói nếu kết quả đưa ra không trùng khớp sát sao với tuổi thật hiện tại của Châu Bùi. Không những vậy, Châu Bùi còn liên tục bày tỏ sự thích thú, ngượng ngùng lấy tay che mặt và đăng tải dòng trạng thái, đi làm về mở lên quay vui vui mà giật cả mình. Loạt động thái này đã khiến dân tình tin rằng nữ fashionista đang phát tín hiệu chuyện kết hôn với Binh trong năm nay. Phía dưới đoạn video, khán giả còn đồng loạt gọi lên giọng ca Big City Bo cùng lời thúc giục chuyện cả hai sớm tổ chức lễ cưới. Hình như chị Châu đang nhắc khéo ai đây mà. Nhìn qua là biết bả đang nhắc khéo ai luôn đó. Sắp cưới rồi phải không chị? Mong chờ đám cưới của anh chị quá. Anh chị mà đám cưới là chấn động liền. Đây không phải là lần đầu tiên Binh và Châu Bùi vướng nghi vấn về chung một nhà. Trước đó, nhà gái bị phát hiện thoải mái thả dáng tại phòng làm nhạc của bạn trai. Châu Bùi còn đăng tải hình ảnh được bạn trai đánh thức vào buổi sáng tại một căn phòng. Đáng chú ý, hình xăm trên tay lại hoàn toàn trùng khớp với Binh. Thời gian gần đây, cặp đôi cũng chăm chỉ khoe loạt ảnh chụp chung khá thân mật. Cùng nhau đi du lịch khiến dân tình không khỏi thích thú và suýt xoa ghen tị.